Ngày 19 tháng 4, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Bá Xuyên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sông Công tổ chức hội nghị thông qua và lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 đối với đất nông nghiệp, đất công cộng, đợt 1 trước khi trình thẩm định phê duyệt. Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thông qua chi tiết phương án kèm theo các thông báo niêm yết số 374 ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất. Đại diện xã Bá Xuyên đề nghị các hộ gia đình cá nhân chấp hành đúng nội dung buổi làm việc do cơ quan có thẩm quyền ban hành, đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất triển khai đầy đủ phương án bồi thường hỗ trợ tính toán đúng đủ, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người có đất bị thu hồi. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư là công ty cổ phần Vigracera Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trong công tác thu hồi đất để thực hiện dự án. Các hộ gia đình cá nhân có ý kiến mong muốn được hỗ trợ ổn định đời sống, một số ý kiến thắc mắc về giá đất bồi thường hỗ trợ thấp, đề nghị cho các hộ gia đình biết trước về việc bồi thường đối với các hộ phải di chuyển chỗ ở, bố trí tái định cư ở đâu, cho các hộ được biết trước. Đồng thời đề nghị những hộ nào còn diện tích nhỏ hẹp ngoài phạm vi dự án, đề nghị nhà nước thu hồi hết cho các hộ để thuận tiện canh tác. Sau khi trao đổi thảo luận, hội nghị thống nhất, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ niêm yết phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của 55 hộ gia đình cá nhân, kèm theo thông báo số 374 tại bộ phận một cửa trụ sở Đảng ủy Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân xã và Nhà văn hóa xóm Na Chùa ngay sau hội nghị. Trong thời gian niêm yết 20 ngày, kể từ ngày 19 tháng 4, các hộ gia đình cá nhân nếu có vướng mắc gửi đơn đề nghị đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất để được xem xét giải quyết theo quy định.